Việc các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm và tấm lòng vàng là hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng có ý nghĩa hết sức là thiết thực. Và khi hoàn thành cái công trình nhà văn hóa cộng đồng này thì người dân ở tại các thôn, các cửa xã sẽ không phải di dân đến những cái vị trí xa mà sẽ thực hiện, chính quyền sẽ thực hiện việc di dân ngay trong thôn. Nếu như bây giờ là được các nhà đầu tư tài trợ cái nhà tránh lũ và đồng thời là cấp trên quan tâm cho tổ dân phố chúng tôi nói riêng và đồng thời là đời nay thì nói chung thì được nếu cái nhà này làm xong mà sau này mà có trật lụt như vừa rồi thì nhân dân được thượng lợi là được tránh lũ lên lên rơi lên đấy tránh lũ và đồng thời là ví dụ như trâu bò thì cũng là trâu bò lợn gà thì có thể là sơ tán lên đây là không bị mất mà không ảnh hưởng nhiều.